Rồi, hôm nay là buổi thứ 9 à. Nói chung bây giờ là 20 giờ 54. Hôm nay là ngày 1 tháng 8. Hôm nay là ngày đầu tháng của tháng 8 dương lịch năm 2022. Mình đã tiếp tục xong khóa học về tính cách của khóa 22. Nội dung chúng ta giảng về cái phần tính, đó là tính hợp tác. Hợp tác thì nghe mọi người đã hiểu rồi. Đó. Tính hợp tác là gì? Là cùng chiến thắng. Đấy, là tư duy cùng thắng. Đấy, là tất cả cùng chiến thắng. Hợp tác có nghĩa là kết hợp lại với nhau. Tính này rất tốt. Đó. Người thắng được vinh danh, người còn lại cũng được về. Cái tính hợp tác, người ta gọi là cùng thắng đây. Trong nước tư duy nước ngoài nó gọi là win-win. Đấy. Cùng thắng là cùng tiến bộ. Cùng nâng đỡ nhau, cùng làm lợi cho nhau. Đấy. Làm lợi cho mình và làm lợi cho đối tác. Trong cái tất cả các quan hệ, nếu như mà nó có cái tính hợp tác này thì rất tốt. Đấy. Như thông thường là trong cuộc sống thì cũng nghĩ rằng là lợi mình thiệt người. Nhưng mà chúng ta phải, nếu như mà chúng ta làm được cái việc là mình được mà người khác cũng được, thì đó là quan hệ phát triển bền vững. Mà nhiều người càng được nữa thì cái khả năng phát triển, cái đường đi nó sẽ càng xa, càng dài. Đó. Mà trong cái tư duy cùng thắng này, quan hệ cùng thắng chính là quan hệ cộng sinh. Đây chính là quan hệ cộng sinh nhé. Từ khóa của nó đây quan hệ cộng sinh, nghĩa là cùng hợp Đôi tác. bên cùng có lợi. Đúng. Ừ, đôi bên cùng có lợi. Đó. Tất cả các bên tham gia đều đạt được giá trị của mình. Tất nhiên là mỗi bên nó sẽ nhận được một giá trị khác nhau. Có khi bên này thì đạt được giá trị thương hiệu, bên mình thì đạt được giá trị về mặt tài chính. Đấy, hoặc là một bên nữa thì có khi đạt được cái giá trị về mặt quan hệ, có nghĩa là nhờ cái sản phẩm này mà tôi kết nối thêm được các cái quan hệ khách hàng. Thì cái giá trị nó rất là nó rộng, nhưng mà tóm lại là nó tăng được giá trị thôi. Đấy, cho nên trong cuộc sống của chúng ta cũng nên nên hiểu cái quy tắc này. Có những lúc là chúng ta được giàu thêm quan hệ, có những lúc chúng ta được giàu thêm cái danh tiếng, tên tuổi. Có những lúc thì chúng ta sẽ được có những lúc chúng ta sẽ được giàu về tài chính, lợi ích. Đấy. Chúng ta lưu ý trong đời sống xã hội, đây là cái tư duy là rất quan trọng. Trong đời sống của chúng ta thì mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng. Đấy, đặc điểm của nó là thế mạnh riêng, có một cái điều kiện riêng. Đấy. Thì khi mà áp dụng tư duy cùng thắng này thì là chúng ta biết nương tựa vào nhau. Cái điều này, đây là bí quyết tại sao nó hình thành xã hội, thì hình thành tổ chức. Đấy, chúng ta nên nhớ rằng vậy thì khi mà chúng ta có nhau ấy, đó chính là chúng ta nương tựa vào nhau. Bởi vì mỗi người chúng ta chỉ có khi làm được một số chức năng nhất định thôi, chúng ta không làm được hết. Để mà tồn tại, đấy, thì chúng ta cần phải biết nương tựa nhau. Người thì sản xuất ra gạo được, người thì làm nước sạch, người thì chữa bệnh, người thì làm nông nghiệp, người thì làm máy móc. Đấy, thì tất cả mỗi một cái những cái thành phần đấy gộp lại thì nó tạo ra một cái sự sống sinh động, một cái cộng sinh, một cái xã hội cộng sinh. Đấy chính là nương tựa vào nhau, nhờ hợp tác cùng cùng nhau và làm lợi cho tất cả. Đấy, thì đây là cái cách phát triển bền vững an toàn. Đấy, thì đấy là chúng ta hiểu cái ý nghĩa của tính hợp tác. Và trong cuộc sống thì cái việc này, bản chất trong cuộc sống thì nó luôn luôn tồn tại cái tính liên kết. Cả nhà lưu ý. Đấy. Chẳng qua là chúng ta có nhìn thấy nó hay không thôi, nhưng trong cuộc sống nó luôn luôn có cái tính đoàn kết. Do vậy mà những cái người mà khó tính đơn độc, đấy, nếu mà để trị những cái người đó, chúng ta bằng cách là cô lập họ ở một cái góc độ nào đó một thời gian. Đấy. Lúc đầu thì họ sẽ tự khăng khăng rằng là một mình tôi sống tốt, nhưng mà nếu như mình cô lập họ ở một cái thời gian tương đối dài, họ sẽ không thể sống nổi. Thì lúc đấy họ mới quay về, họ mới trân quý những cái mối quan hệ xung quanh của người ta. Cái cách đây cũng là một cái bí quyết để trị những cái người gọi là nó gọi là khó tính, trị những cái người mà nó gọi là khái tính. Chúng ta lưu ý để thực hành cái tư duy cùng thắng này thì chúng ta đây là cái hướng dẫn này. Để mà có tư duy cùng thắng là chúng ta phải biết giảm cái tôi xuống, giảm cái bản ngã, giảm cái tính riêng tư của mình xuống. Có nghĩa là để hợp tác này chúng ta phải biết giảm cái này, cái tôi xuống. Bởi vì cái tôi là một trong những cái mắc làm cho mọi người hay dính mắc vướng. Đấy.
Thì giống như là chúng ta vào một cái việc nào đó thì mỗi người sẽ phụ trách một công đoạn, chứ không phải là chúng ta ra oai ra quyền là chúng ta bảo áp đặt người này người kia. Mình dám biết giảm bớt cái tôi xuống đấy, anh làm việc này tôi làm việc kia, mỗi người một việc. Cần biết chịu thiệt, phải biết chịu thiệt trước, phải biết cần biết hợp tác, biết mình có lợi thế gì. À, mình phải nhận thức rõ tham gia tổ chức đó mình sẽ được lợi gì, họ người khác sẽ được lợi gì đấy. Phải biết điểm yếu của người, biết điểm yếu của người cần nâng đỡ, của người cần nâng đỡ, đúng rồi. Thì giống như khi mà chúng ta hợp tác với ai đó, chúng ta phải nhận diện rõ ra mình có thế mạnh gì và họ có thế mạnh gì. Cái sự hợp tác này thì sẽ bổ trợ cho khi một cái mối quan hệ nó hợp tác với nhau ấy, thì thường thường thì chính xác cái từ nó gọi là có tính bổ trợ. Cái tính hợp tác này nó gọi là bổ trợ cho nhau. Bổ trợ là để cùng tiến lên. Nhưng mà có những cái mối quan hệ, mọi người lưu ý, có những cái mối quan hệ dìm nhau xuống, đúng không nhỉ? Đấy. Cái lý do dìm nhau xuống là giống như mà tớ đang khổ đấy, thì tớ cũng tìm một đứa đang khổ gần giống như tớ, thứ hai đứa cùng khổ để đi nghe nhạc sến, đi nghe nhạc bolero. Thì cái trường hợp đó thì nó gọi là nó cùng kéo nhau xuống, hoặc là cái hiện tượng mà cứu người đuối nước ấy. Nếu như mà cái người cứu mà không khỏe hơn nhiều lần hoặc là không có kinh nghiệm bơi, mà cùng cái trạng thái là không biết bơi, thì lập tức là cũng bị người đuối nước họ kéo xuống và dìm chết ngay. Trong cái mối quan hệ này chúng ta lưu ý nhé. Thế thì trong cái cách hợp tác nó không không khác gì nhau. Khi chúng ta kết hợp với một ai đó thì chúng ta phải nhận diện rõ ra mình sẽ đem lại cho bạn những cái lợi ích gì và bạn ấy sẽ đem lại cho lợi ích mình cái lợi ích gì. Cái khuyết điểm của bạn ấy có phải là cái thế mạnh của mình không? Ngược lại cái khuyết điểm của mình có phải là cái thế mạnh của bạn không? Khi chúng ta nhận diện rõ hai cái đặc điểm này thì là cái sự hợp tác đó nó sẽ có tính bổ trợ. Cả nhà lưu ý đặc điểm này, cái này rất là quan trọng, cái rất quan trọng để đây 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 là quy tắc của hợp tác đấy. Đấy, hợp tác này. Đấy, biết mình có lợi thế gì, biết điểm yếu của mình là gì, nghĩa là trước khi chúng ta gắn vào cái mối hợp tác thì chúng ta phải biết nhận diện ra được cái bản thân của mình, điểm yếu điểm mạnh, của người cần nâng đỡ, của người cần được nâng đỡ, của người nâng đỡ cần, có nghĩa là thực sự chúng ta muốn giúp người khác thì chúng ta cũng phải xem thực sự là họ yếu cái gì. Đấy. Hoặc điểm mạnh của ta là cái gì? Đấy. Thì cần nương nhờ. Đấy. Nếu như cả hai phải có tính chân thực, trong cái quan hệ này thì cần một yếu tố đó là chân thực, có nghĩa là thật thà với nhau đó. Đấy. Chân thực. Đấy. Chứ nếu như mà tính là tôi lợi để cho, nghĩa là trong cái mối quan hệ nó sẽ có xảy ra hiện tượng là nó gọi là tranh lợi kỹ thuật. Có nghĩa là tôi vi vụ buôn bán vụ này tôi thắng vụ vị thua. Đấy. Cái kiểu dạng trong ngoài đời nó sẽ có hiện tượng như vậy, thì cái thắng thua này nó không tồn tại được lâu. Nếu mà lạm dụng, nếu như mà cái trường hợp đây cả hai phải có tính chân thực, không lợi dụng vụ lợi riêng, cái từ này nó hơi hơi lầm cầm một tí đấy. Chính xác của nó là không không được coi như là lợi dụng nhau. Đó. Cùng tôn trọng, phải có cái yếu tố là tôn trọng nhau, cùng hướng đến mục đích cao đẹp, nghĩa là cả hai bên cùng hướng đến một cái giá trị cao đẹp đấy. Thì đó là những cái quy tắc để hình thành ra cái sự hợp tác. Tính hợp tác chưa hẳn là mối quan hệ giữa người và người. Chúng ta lưu ý cái quan hệ hợp tác nó không chỉ đơn thuần là người với người đâu nha, nó còn là các mối quan hệ với bạn vật đấy. Đấy. Thì nó, chứ còn chúng ta nó có thể nó còn rất nhiều cái mối quan hệ đấy, chứ nó không đơn thuần là chỉ có người với người không đâu. Đấy. Đấy. Thậm chí là thời gian cũng là một mối quan hệ, thời tiết cũng là một mối quan hệ, cái quan hệ với môi sinh như cái môi trường sống chúng ta cũng là có quan hệ với chúng ta. Đấy. Chứ không phải là môi trường nó làm sao thì đương nhiên nó nóng thì ta sẽ phải bật điều hòa tốn tiền điện. Đấy. Nên là những cái yếu tố xung quanh mình nó cũng là một mối quan hệ, chứ không đơn giản là chỉ người với người. Chúng ta nhận thức rõ cái điểm này. Đấy, một tác động của ta thường có ảnh hưởng đến nhiều nhân tố khác. Đấy, đặc biệt nhất là những yếu tố môi trường bên ngoài, nghĩa là sẽ ảnh hưởng ra môi trường quan hệ bên ngoài. Có thể mình nhìn thấy, cảm nhận thấy, nhưng có thể là mình không nhìn thấy. Thế chính vì thế mình sẽ phải thận trọng cái tác động của bản thân mình. Đấy. Ví dụ như là mình sản xuất túi ni lông,
Đấy. Thì rõ ràng người sản xuất và người dùng là rất là có lợi, nhưng mà môi trường thì lại là làm hại, nhưng mà là lại làm hại môi trường, làm hại môi sinh, cá có thể chết, các cái sinh vật biển nó có thể chết. Như vậy cái mối quan hệ lợi ở đây chúng ta phải xét đến yếu tố đây, trong trường hợp cái câu này ý của mình là muốn là gì, các vị lợi, nhưng mà nên nhớ rằng là lợi mình và lợi người chưa đủ, mà phải lợi cho tất cả đấy, thì mới bền được. Chứ còn lợi hai đứa, một ông sản xuất túi lông, một đứa bán túi lông, thì hai đứa này là có lợi đấy, nhưng mà lại làm hại môi trường, thì cái sự phát triển của cái lĩnh vực sản xuất túi lông nó cũng không thể kéo dài được đấy. Như vậy đấy là chúng ta hiểu về cái tính hợp tác đấy, bản chất của hợp tác là như vậy. Thì về cơ bản tính hợp tác này thì nếu mà xét trong các chủng vân tay thì những cái chủng chủng nước là có hợp tác, chủng núi xuôi nó cũng có tính hợp tác, và cái tính hợp tác này phổ biến tốt nhất là nó sẽ có hình thức dễ hợp tác nhất, đó là các cái nhóm về W vân tay hai tâm, như là các cái chủng WD, WC đấy. Đấy là cái tính hợp tác của họ luôn luôn là cái tính hợp tác này này, chúng ta hình dung như này này, hợp tác chính là đoàn kết, chính là sức mạnh. Những cái con chó rừng ấy, một bầy chó rừng nó có thể tấn công được một con sư tử, chính là nhờ cái tính hợp tác này. Hoặc là cái cách săn mồi của sói ấy, là thường thường nó săn tập thể chứ nó không săn đơn độc. Thì khi mà hợp tác này, chính là cái sự hợp tác này thì nó mới tạo ra một sức mạnh. Như vậy bản chất của hợp tác nó cũng tạo ra sức mạnh, như vậy tập trung cũng tạo ra sức mạnh, kiên trì cũng tạo ra sức mạnh, và hợp tác cũng chính là tạo ra sức mạnh. Cái tính hợp tác tạo ra sức mạnh nó còn lớn hơn so sánh với cái nỗ lực cá nhân kia cả. Cả nhà lưu ý. Đấy, nhưng mà cái hợp tác này thì nó phải là cả, nó nghĩa là cả hai bên phải cùng phối hợp với nhau, chứ nó không đơn điệu. Đấy. Thì xã hội bây giờ thì đa số là chúng ta nhờ cái cơ chế hợp tác này mà chúng ta phát triển được. Đấy. Dần dần nó chuyên môn hóa thì chúng ta phải hợp tác với nhau. Thì đấy là bản tính của tính hợp tác nhé. Các chủng hai tâm là hợp tác có tính hợp tác rất cao. Những cái người mà có chủng ở L2, L2, R2 á, mà nó có vân tay hai tâm thì mình gọi là tư duy cùng thắng, hoặc là vị trí R1, cái vị trí của vân tay hai tâm nó cũng rất tốt với tâm D ở cái vị trí của L1, chức năng của tương tác giao tiếp. Những cái người đấy nó luôn luôn họ họ cái vân tay hai tâm ấy, thì chúng ta gọi là họ có một lửa của mình và một lửa bên ngoài. Đấy. Cái sức mạnh của người vận tải hai tâm là phải biết kết hợp hai nhân tố. Đấy. Một là dùng cái nội lực của mình và biết sức, và một lửa kết hợp ở bên ngoài nó sẽ tạo ra sức mạnh. Đấy là đấy, thế mạnh của vận tải hai tâm. Còn vận tải một tâm, sức mạnh của nó là nỗ lực cá nhân. Đấy. Tập trung, nỗ lực cá nhân. Đấy. Như vậy mỗi một cái chủng nó có một cái sức mạnh riêng. Thì với vận tải hai tâm thì sức mạnh của vận tải hai tâm chính là hợp tác. Đấy. Hợp tác này. Thì đó là xem một chủng vân tay tính này rất là tốt. Đấy. Nhưng mà vấn đề là cho nên trong cái chúng ta cần phải quan sát kỹ trong cái quan hệ hợp tác, là chỉ cần quan sát kỹ là giữa hai cái mối quan hệ nó có bù trừ, bổ sung, bổ trợ cho nhau. Đấy. Mình mạnh cái này thì người khác là mình mạnh thế này, nhưng cái người mà cần hợp tác với mình họ yếu cái đó, thì như vậy là mình biết là nếu như mà mình xác được nhận diện rõ hai người có tính tương trợ và bổ trợ cho nhau thì cái mối quan hệ đó rất là ổn. Đó. Nhưng mà nếu như mà mình là một người ít tiền mà hợp tác với nhiều người nhiều tiền thì sao? Đó. Là chúng ta sẽ có nguy cơ bị khai thác đấy. Chúng ta cứ tưởng rằng là cái người nhiều tiền nó sẽ chảy sang người ít tiền, nhưng mà cũng có khi là nó trở thành mình lại là một cái công cụ khai thác cho người nhiều tiền. Đó. Chúng ta phải lưu ý. Đó. Thì cái mối quan hệ nó không bền. Nó phải có sự tương xứng, nó phải có cái sự bổ trợ cho nhau, chính xác là phải có sự bổ trợ thì quan hệ nó rất là bền. Thì cái điều này ấy, thì nó sẽ cũng giúp cho mình trong cái quan hệ vợ chồng con cái. Đấy, giả sử ông chồng có điểm yếu này, bà vợ bà có thế mạnh này, hai người kết hợp lại với nhau. Do vậy mà nếu như trong cái quan hệ hôn nhân ấy, nếu mà chúng ta biết cái cách bổ trợ cái điểm mạnh yếu cho nhau ấy, thì nó mới bền được. Chứ còn nếu mà thấy cái điểm yếu của ông chồng mà mình cứ nhằm vào đó, mình chế giễu, mình phân biệt, sau đó là mình đấu tranh, thì đương nhiên là thì cái quan hệ đó sẽ nó không còn cái tính hợp tác nữa. Trên bản thân nhé, tôi đã nghiệm rất kỹ cái mối quan hệ vợ chồng
nó là chính xác cái từ mình thấy rằng nó chính xác, nó là cái hai cái mảnh vỡ ghép lại với nhau. Thế thì làm sao mà phải người này phải bổ trợ được cho người kia đấy, chứ nó không có cái tính đồng đều đâu đấy, chứ không phải là một cái mảnh ghép trơn tru lý tưởng đâu đấy. Nếu như mà chúng ta xử lý được hết những cái gồ ghề, những cái góc cạnh để cho nó ăn khớp vào với nhau thì đó là chúng ta có hạnh phúc. Còn đâu nếu như chúng ta phình cái tôi của mình lên ấy, chúng ta đấu tranh anh ấy xấu lắm, em thì thế này thế kia, thì đương nhiên là cái mối quan hệ nó không ổn. Đấy là lưu ý về đặc điểm tính hợp tác. Có rất nhiều bài học để học về tính hợp tác, đặc biệt nhất trong quan hệ cái hợp tác này nó rất là cần, chất liệu này nó rất cần trong vấn đề xây dựng thiết lập quan hệ. Ok, thì đó là mình phân tích kỹ về cho anh chị hiểu về cái tính hợp tác này. Có ai có câu hỏi về hoặc là có cái gợi ý thêm cho cái vấn đề này không? Anh chị nào có câu hỏi về thì có cái bổ sung thêm thì chúng ta giơ tay. Đó. Nếu không thì mình sẽ nhảy sang chủ đề mới. Đây là chủ đề rất hay. Vâng. Có ai học được cái giá trị của nó không? Các cái vân tay hai tâm thì nên nên phải biết kết hợp với người khác, nhưng mà chúng ta phải có cái quán chiếu, có nghĩa là những cái đối tượng mình liên kết với nhau ấy, mình phải biết được cái điểm mạnh điểm yếu của cả hai bên, nếu như nó bù trừ nó bổ trợ thì là tốt đấy. Còn nó nếu như mà nó không có cái quy luật bù trừ ấy, thì chúng ta phải xem xét. Các đồng chí nào có phát biểu gì không, phát biểu thì giơ tay, thì không người ta tiếp tục. em là Ok. em là vân tay hai tâm này, nhưng mà nhiều khi cũng như là anh nói, nhiều khi mình cũng chưa biết hết được cái mạnh mạnh của mình ấy. Nhiều khi mình cứ nghĩ mình cho đi nhưng mình chưa đủ năng nỗ lực ấy. Xong rồi cứ kiểu mất thời gian ấy, người ta gọi là chuyện bao đồng nghe, em nghĩ thế. Bao đồng là tốt. Nhưng nhiều khi em thấy nó cũng gọi là gì nhỉ? Em về nguyên tắc nhé, trao đi trước ấy, trao đi trước. Nhưng cái trao đi của mình ấy, nó thực sự là người khác nhận được không? Đấy là câu hỏi. Cái trao đi của mình có phải thật sự là cái trao đi một cách thánh thiện vô tư không? Đấy, bởi vì nguyên tắc bao giờ cũng vậy, chúng ta muốn kiếm tiền thì chúng ta phải bỏ sức lao động ra trước đúng không? Để chúng ta phải đầu tư trước đúng không? Thì nó mới có về chứ. Cho nên bao đồng nó thực ra thì nói là từ bao đồng nghe chẳng qua là mình đưa nó vào mình sẽ nhìn ở góc độ kỳ thị một chút. Nhưng mà bản chất của nó cũng là cái quá trình trao đi trước. Đấy. Thế thì mình làm cái gì mình cũng phải giống như là tớ mà không có nhiều bài giảng trên mạng thì các bạn làm sao biết tớ được đúng không? Đấy. Đấy thì nó phải trao đi chứ, tớ phải dành rất nhiều thời gian để tớ làm những cái việc nó gọi là không biết khách hàng của mình ở đâu, không biết là ai, thì sau này chúng ta mới có. Thế thì bây giờ là nếu như mà thì cái nhưng mà cái khôn ngoan trong cái việc trao đi ấy, thì chúng ta phải nhận thức rõ là cái thế mạnh của mình nó là cái gì. Đấy, vâng. Đấy, giả sử như là mình giỏi về kiến thức đó, mình chia sẻ với mọi người khác nó chả mất cái gì cả, cái trao đi thoải mái đúng không nhỉ? Đấy, một ngày nào đó nó chạm được cái giá trị của người khác, người ta sẽ quay lại, người ta biết ơn mình, người ta sẽ mang cơ hội cho mình. Đấy, như vậy có thiệt gì đâu đúng không? Nhưng mà mình mà cái tính toán mà mình cứ nghĩ rằng là mình trao đi sau đó mình phải tính lại thì đó nó chưa đạt được giá trị của trao đi. Đấy, mà trao đi lấy tính nhỏ nhỏ, cái hai nó trao đi nó còn ý thức nữa, cái thực sự trao đi, cái trao đi của mình người khác có đón nhận không, đó mới là câu chuyện. Có những thứ chúng ta giống như là chúng ta mặc, chúng ta nhiều đồ quá mặc, thậm chí là nó hoặc là chúng ta đổ nó lỗi, thế là chúng ta mang cho người khác. Đấy 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 là một sự trao đi, nhưng cái sao trao đi đấy là cái kiểu gì đúng chưa? Đấy, chúng ta có thừa, chúng ta giống như hoặc là thừa đổ đi thì phí thôi, mang sang cho nó một ít thì đấy là cái tốt đấy. Nhưng mà chúng ta phải cẩn thận trong cái trao đi đấy. Cho nên là tớ ngày từ ngày tớ học thiền với thầy, tớ bảo các vị đừng có nghĩ rằng là cái thứ trao đi của vị là tốt, mà các vị phải xem xét nó phải thực sự nó lành chưa, nó tốt chưa, nó có làm lợi cho người khác chưa đấy. Chứ còn không cứ nghĩ rằng là mình trao đi là tốt hẳn đâu, thậm chí cái thứ mình mang đi nó còn vấy bẩn, giống như mình bị nhiễm virus mà mình cứ chạy ra ngoài xã hội ầm ầm thì có, mà mình trao virus cho xã hội thì đấy là cái sự trao đi nguy hiểm hơn gì nữa. Trước khi mình muốn trao giá trị ấy, thì tại sao bản thân mình lại phải thanh lọc Vâng, thành để lập. đưa nó về lành tính ra một. Cái thứ hai là nó không còn độc tính, nó không còn độc tính, ít nhất là không còn độc tính, sau đó là tính lành,
sau đó là nó lại làm được được cái việc nữa, nó phải mang lại được một cái giá trị nó gọi là lợi lạc đấy, thì mới trao đi được đấy. Đấy là cái quy tắc, thì lúc đấy chúng ta mới thấy được giá trị đấy. Chứ còn nếu mà trong buôn bán kinh doanh thì nó cũng phải là đầu tư tiền trước, nhưng đấy chưa hẳn là giá trị sau đi. Ok, thì đó là cái câu chuyện của hợp tác.